để chào đón quý cô bác và anh chị đến với chuyên mục Tử Vi ngày mới trên kênh Tử Vi Phương Đông. Thay mặt cho ban biên tập chương trình, xin được gửi tới lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đã luôn đồng hành và ủng hộ kênh Tử Vi Phương Đông trong suốt thời gian vừa qua. Quý anh chị và các bạn đã biết, kênh Tử Vi Phương Đông chuyên đăng tải những video về tử vi 12 con giáp, xem đường công danh, tình duyên tài lộc của 12 con giáp, giúp các bạn đón lành, tránh dữ. Trong đó có rất nhiều video được sự quan tâm của anh chị và các bạn quan tâm like và chia sẻ. Ngay sau đây là nội dung chi tiết của chương trình ngày hôm nay. Tử vi ngày 21 tháng 10, thứ 6 ngày 21 tháng 10 năm 2022 của 12 con giáp nhằm ngày 26 tháng 9 tức là ngày Đinh Mùi, tháng Canh Tuất, năm Nhâm Dần là ngày Hắc Đạo, Chu Tước, tuổi Xung với ngày Kỷ Sửu, Hỏa, Tân Sửu, Thổ. Xem tử vi ngày 21 tháng 10 năm 2022 thứ 6 tuổi Tý, tử vi tuổi Bính Tý, Thủy, 27 năm Mộc, đức nữ Thủy Diệu. Bắt tay vào công việc gì cũng nên dè dặt, có sự trở ngại chút ít. Ngày có nhiều sự bận rộn về chuyện làm ăn hay tình cảm. Có lộc, có cuộc đi ngắn, gặp gỡ thân nhân, bè bạn, tiệc tùng đình đám, quý nhân giúp đỡ, hoặc có tin vui về công danh, việc làm. Có tài lộc. Tử vi tuổi Giáp Tý, Kim, 39 năm Thủy Diệu nữ Mộc Đức, nên kết bạn hoặc nhập trường, lập hôn thú, hẹn ước. Có hỷ sự, có tài lộc. Nếu có người đề nghị công việc thì nên chấp thuận, đừng do dự kẻo mất cơ hội. Ngày chỉ tốt cho việc lập giấy tờ, nhắn tin, nhận tin chứ không phải là hành động. Tử vi hôm nay tuổi Nhâm Tý, Mộc, 51 nam Vân Hớn nữ La Hầu. Nếu thấy có sự thuận lợi thì nên tiến hành nhanh, không nên để dây dưa, có thể bị phá ngang, bỏ dở. Có cuộc đi ngắn, hoặc nhận được tin. Có tin vui về tâm tình, di chuyển nhiều. Tin tức tốt. Có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn hoặc nhà có đám tiệc. Ngày có nhiều sự bận rộn về chuyện làm ăn hay tình cảm. Có tài lộc, ăn uống, quà tặng. Tử vi tuổi Canh Tý, Thổ, 63 nam Mộc, đức nữ Thủy Diệu. Sự việc gì cũng nên xảy ra trong một giai đoạn ngắn. Trong mọi việc không nên dây dưa, kéo dài, sẽ có chuyện bất lợi. Có sự giúp đỡ hoặc hao tán cho người khác. Gia đạo có hỷ sự. Tin xa vừa ý, có tài lộc hoặc có lộc về ăn uống đám tiệc. Gặp bạn cũ. Có thêm bạn mới. Xem tử vi tuổi Mậu Tý, Hỏa, 75 nam Thủy Diệu nữ Mộc Đức, có cuộc đi ngắn, hoặc nhận được tin. Có lộc hoặc có tin vui về tâm tình, di chuyển nhiều. Tin tức tốt. Có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn hoặc nhà có đám tiệc. Ngày có nhiều sự bận rộn về chuyện làm ăn hay tình cảm. Tài lộc dễ hao, nếu có của hoạnh tài, phần lớn là được ăn uống, quà tặng nj.xem. Tử vi ngày mới thứ 6 ngày 21 tháng 10 năm 2022 tuổi Sửu, tử vi hôm nay tuổi Đinh Sửu, Thủy, 26 nam Thái Âm nữ Thái Bạch, làm gì cũng không nên hấp tấp, vội vàng. Có sự hư hại về đồ đạc, vật dụng. Không nên tiến hành hoặc quyết định những công việc lớn lao. Tuy nhiên không nên để chuyện tình cảm hoặc mới nhận được tin mà đã có sự lo âu. Chưa phải là lúc giải quyết. Ngày nên có sự nghỉ ngơi hoặc làm việc bình thường. Có tin tức vui buồn lẫn lộn. Tử vi tuổi Ất Sửu, Kim, 38 nam Thổ Tú nữ Vân Hớn, việc mong cầu về tình cảm chỉ là ngắn ngủi hoặc không vừa ý. Tâm tình bất an, hay lo hoặc sức khỏe không tốt. Có tin xấu về cưỡng ép, pháp luật, xe cộ, hành hung, tranh cãi. Gia đạo bất an. Nói chung là ngày chỉ nên ngồi yên. Tử vi tuổi Quý Sửu, Mộc, 50 nam Thái Dương nữ Thổ Tú, ngày có nhiều việc phải lo âu giải quyết nhưng vẫn khó lòng hoàn thành. Ngày có tiệc, có khách đến. Sức khỏe không tốt. Nếu có tin tức về công việc mới cũng không nên vội vã, đừng để bị lôi cuốn, đề phòng rủi ro, hoặc công việc có sự bỏ dở, phá ngang. Có tin buồn. Tử vi tuổi Tân Sửu, Thổ, 62 nam Thái Âm nữ Thái Bạch, ngày có sự hư hại về đồ đạc, vật dụng cần phải tu bổ, sửa chữa. Sức khỏe không tốt. Sự chờ đợi lâu lắc hoặc có tin không tốt về đi đường, sức khỏe của người mình mong cầu gặp gỡ. Nên giúp đỡ người khác sẽ có lợi cho tương lai. Mọi việc di chuyển, đi xa đều không nên. Có lộc nhỏ, hoặc chuyện vui. Có tin buồn về sức khỏe, công danh, tình cảm của người thân. Hao tài về giao thiệp. Tử vi tuổi Kỷ Sửu, Hỏa, 74 nam Thổ Tú nữ Vân Hớn, ngày có nhiều việc phải lo âu giải quyết nhưng vẫn khó lòng hoàn thành. Hoặc có sự hư hại cần phải tu bổ, sửa chữa, mua sắm. Có sự vất vả vì nhiều công việc, nhưng cũng có đám tiệc, có khách đến. Sức khỏe không tốt. Nếu có tin tức về công việc mới cũng không nên vội vã, đừng để bị lôi cuốn. Nên tiến hành những công việc đã có dự tính trước, hứa hẹn. Xem tử vi ngày 21 tháng 10 năm 2022 tuổi Dần. Tử vi hôm nay tuổi Mậu Dần, Thổ, 25 nam Kế Đô nữ Thái Dương, có cuộc đi ngắn. Ngày có sự đáo hạn, đến hẹn, hoặc việc chờ đợi đã lâu nay xuất hiện. Mọi việc khó lòng giải quyết cho xong trong ngày vì hay có những việc xảy ra bất ngờ làm ngăn trở, chậm chạp. Chuyện vui chơi nếu có thì cũng không nên đi quá xa không tốt. Ngày có nhiều biến động hoặc có nhiều tin tức. Có sự hư hại cần phải tu bổ, mua sắm. Có hỷ sự. Tử vi tuổi Bính Dần, Hỏa, 37 nam La Hầu nữ Kế Đô, ngày có nhiều sự thay đổi từ công việc, công danh cho đến tình cảm, gia đạo. Đề phòng có sự hư hại về đồ đạc hoặc phải hao tốn về chuyện mua sắm, tu bổ, sửa chữa, tiệc tùng, có khách. Hoặc có cuộc đi ngắn, được mời tham dự. Làm gì cũng nên cẩn thận từ công việc cho đến tình cảm, tài lộc có sự chậm trễ, trở ngại. Tử vi tuổi Giáp Dần, Thủy, 49 nam Thái Bạch nữ Thái Âm, tất cả việc mong cầu nên tiến hành nhanh chóng, không nên chần chừ, và cũng không nên có nhiều tham vọng. Được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Nếu không như vậy thì chọn một ngày khác tốt hơn và nên rút lui. Ở lâu sẽ phát sinh nhiều vấn đề phiền toái, hao tài. Sức khỏe không tốt. Không nên tranh cãi, gièm pha, nói xấu, thưa kiện. Mọi vấn đề liên quan đến tình cảm cần phải có sự dứt khoát nhanh gọn mới tốt. Nói chung là hãy hành động không nên nói nhiều. Gia đạo bất an. Tử vi tuổi Nhâm Dần, Kim, 61 nam Kế Đô nữ Thái Dương, ngày có nhiều biến động hoặc có nhiều tin tức. Có sự hư hại cần phải tu bổ, mua sắm. Ngày có sự đáo hạn, đến hẹn, hoặc việc chờ đợi đã lâu nay xuất hiện. Mọi việc khó lòng giải quyết cho xong trong ngày vì hay có những việc xảy ra bất ngờ làm ngăn trở, chậm chạp. Chuyện vui chơi nếu có thì cũng không nên đi quá xa không tốt. Tử vi tuổi Canh Dần, Mộc, 73 nam La Hầu nữ Kế Đô, ngày có sự kết thúc công trình, hội họp, hoặc đã đến hạn, đúng hẹn. Nhưng cần phải xem xét lại. Có tài lộc hoặc có hỷ sự, lộc ăn, quà tặng, và có cuộc đi xa, hoặc thuyên chuyển, thay đổi công việc, văn phòng. Thuận lợi cho việc giải tán, kết thúc mọi mặt trong vấn đề tình cảm, nhân nghĩa. Xem tử vi ngày 21 tháng 10 năm 2022 tuổi Mão. Tử vi tuổi Kỷ Mão, Thổ, 24 nam Vân Hớn nữ La Hầu, ngày tuổi của bổn mạng. Nên cẩn trọng trong mọi việc. Có nhiều việc xảy ra ngoài dự tính khiến có sự hao tốn, hư hại cần phải tu bổ, sửa chữa. Mua sắm. Sự chờ đợi tin tức chậm chạp hoặc nửa chừng bị gián đoạn. Có thân nhân, bè bạn đến. Có cuộc vui, có sự di chuyển đi xa. Xem bói tử vi tuổi Đinh Mão, Hỏa, 36 nam Mộc Đức nữ Thủy Diệu, xem lịch vạn niên cho thấy đây là ngày tuổi của bổn mạng. Nên cẩn trọng trong mọi việc, nhất là trong việc đi lại, di chuyển. Nếu là công việc làm, cẩn trọng có người châm chích nói xấu, hoặc gặp khó khăn. Có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn, có tiệc tùng, quà tặng. Có nhiều việc xảy ra ngoài dự tính khiến có sự hao tốn, hư hại cần phải tu bổ, sửa chữa, mua sắm. Tử vi tuổi Ất Mão, Thủy, 48 nam Thủy Diệu nữ Mộc Đức, ngày tuổi của bổn mạng. Nếu không có gì cần thiết thì không nên bày vẽ thêm chỉ đưa đến sự hao tốn hoặc hành động mà không có kết quả. Dù không muốn cũng có người đến bàn chuyện mua sắm, trao đổi, ăn uống, dự tiệc. Sự đi lại, di chuyển không tốt. Tử vi hôm nay tuổi Quý Mão, Kim, 60 nam Vân Hớn nữ La Hầu, ngày tuổi của bổn mạng. Nên cẩn trọng trong mọi việc. Có nhiều việc xảy ra ngoài dự tính khiến có sự hao tốn, hư hại cần phải tu bổ, sửa chữa, mua sắm. Sự chờ đợi tin tức chậm chạp hoặc nửa chừng bị gián đoạn. Có thân nhân, bè bạn đến. Có cuộc vui. Có sự di chuyển đi xa. Tử vi tuổi Tân Mão, Mộc, 72 nam Mộc Đức nữ Thủy Diệu, ngày tuổi của bổn mạng. Có cuộc đi ngắn, có tin xa. ngày thuận lợi cho sự gặp gỡ, hò hẹn, nhóm bạn. Hao tài về ăn uống, quà tặng, có cuộc vui. Tài lộc trung bình. Không nên vì tình cảm mà bỏ ngang công việc. Hãy cố gắng hoàn thành nhiệm vụ trước khi ra đi. Xem tử vi ngày mới thứ 6 ngày 21 tháng 10 năm 2022 tuổi Thìn, tử vi tuổi Canh Thìn, Kim, 23 nam Thái Dương nữ Thổ Tú, 83 nam Thổ Tú nữ Vân Hớn, ngày có sự thay đổi, hoặc đến hạn phải tiến hành hoặc chấm dứt một công việc, hay chuyện tình cảm. Có khách, bè bạn đến, hoặc có tin tức của họ. Có tài lộc, có hỷ sự, hoặc có lộc ăn, quà tặng, tiệc tùng. Tuy nhiên mọi việc cũng không nên mong cầu hoặc tham dự quá đáng lại trở thành chuyện không vui, hao tán. Tử vi tuổi Mậu Thìn, Mộc, 35 nam Thái Âm nữ Thái Bạch. Mọi việc mong cầu đều rất khó thành công hoặc đúng như đã dự định. Nên đi xa, di chuyển, gặp gỡ để giải quyết công việc, kể cả chuyện tình cảm cũng vậy. Có tin vui, hỷ sự, hoặc có đám tiệc, có lộc nhỏ. Có tin xấu về rủi ro, tai nạn, hoặc có sự hư hại về đồ đạc, vật dụng. Tử vi tuổi Bính Thìn, Thổ, 47 nam Thổ Tú nữ Vân Hớn, có thể việc mong cầu trong ngày chưa có được kết quả như ý, hoặc phân vân không biết tính toán như thế nào, nên chờ đợi tin tức mới. Nếu đã có sự hẹn ước, đến hẹn, định kỳ, tiệc tùng, cũng nên cố gắng hoàn thành vì có nhiều sự kiện xảy ra ngoài dự tính. Có tin buồn về rủi ro, tai nạn, bệnh tật của người thân, bè bạn. Tài lộc còn chậm nhưng sẽ có kết quả. Ngày có sự tu bổ, sửa chữa, mua sắm, hoàn trả những món tiền đã có hạn kỳ. Tử vi tuổi Giáp Thìn, Hỏa, 59 nam Thái Dương nữ Thổ Tú, công việc đang làm dễ bị phá ngang, bỏ dở vì có tin tức mới hoặc có khách đến. Ngày nên thay đổi tình trạng hiện tại, đi xa hoặc tổng kết, bắt tay vào công việc mới. Thuận lợi cho việc đính hôn, hợp tác, trừ cũ lập mới. Có tài lộc hoặc có lộc ăn, dự tiệc nhưng không đi, hoặc vui không trọn vẹn. Nên cẩn trọng khi di chuyển, sử dụng xe cộ, máy móc. Có tin buồn về công danh, tình cảm, bổn mạng của người thân, bè bạn. Tử vi tuổi Nhâm Thìn, Thủy, 71 nam Thái Âm nữ Thái Bạch, mọi việc đều có thể bị đảo lộn không đúng như ý muốn hoặc có sự hư hại, trắc trở. Nếu có nhiều công việc đến thì nên làm những việc đã có dự tính, ước hẹn. Nên có sự thay đổi về quan điểm của mình trước tình hình mới. Ngày có sự gặp gỡ, có lộc hoặc có quà tặng, cuộc vui ngắn. Có tin xa, nên ra đi giải quyết hoặc tìm hiểu công việc. Tử vi ngày 21/12/2022 tuổi Tỵ, tử vi tuổi Tân Tỵ, Kim, 22 nam Thái Bạch nữ Thái Âm, 82 nam La Hầu nữ Kế Đô, không nên phân trần, giải bày mà hãy tiến hành thì mới thuyết phục được người khác. Cũng không nên nghe những chuyện rầy rà, phiền toái không dính líu đến mình. Nếu có sự gặp gỡ cuộc vui, đám tiệc cũng không vừa ý, hoặc trong đó có người muốn nhờ mình giúp đỡ, và cũng không nên kéo dài. Đi xa hoặc di chuyển cũng bất lợi, hoặc khó quay về. Nếu có đi thì cũng vì chuyện buồn, tin xấu đến cần phải đi. Tử vi hôm nay tuổi Kỷ Tỵ, Mộc, 34 nam Kế Đô nữ Thái Dương, mọi việc không nên hấp tấp, cần phải có sự kiên nhẫn và chờ đợi sẽ có kết quả. Không nên bàn chuyện thị phi hoặc dính líu đến công việc của người khác, hoàn toàn không có lợi. Ngày rất dễ gây ra những chuyện phiền lòng, trái ý, bệnh tật, hoặc phải làm việc trong tâm trạng bị ép buộc. Có tài lộc hoặc có người đến đem tin vui, hoặc được quà cáp. Hao tốn về mua sắm, giao thiệp. Tử vi tuổi Đinh Tỵ, Thổ, 46 nam La Hầu nữ Kế Đô, mọi việc không nên có tin cách lâu dài. Có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn hoặc có đám tiệc. Việc đi lại, di chuyển có sự trắc trở hoặc nhận tin không được như ý. Có sự hao tốn, hư hại hoặc phải mua sắm, tu bổ, giao thiệp. Tử vi tuổi Ất Tỵ, Hỏa, 58 nam Thái Bạch nữ Thái Âm, mọi việc mong cầu trước thì có sự trắc trở, sau thì có sự thuận lợi. Ngày có sự họp mặt, đình đám, hay có cuộc hẹn mà phải đi trong thời gian ngắn hạn. Hao tài về ăn uống, mua sắm, quà tặng. Tử vi tuổi Quý Tỵ, Thủy, 70 nam Kế Đô nữ Thái Dương, ngày rất dễ gây ra những chuyện phiền lòng, trái ý, bệnh tật, hoặc phải làm việc trong tâm trạng bị ép buộc. Không nên bàn chuyện thị phi hoặc dính líu đến công việc của người khác, hoàn toàn không có lợi. Có tài lộc, hoặc có người đến đem tin vui, hoặc được quà cáp. Hao tốn về mua sắm, giao thiệp. Xem tử vi ngày 21 tháng 10 năm 2022 tuổi Ngọ, tử vi tuổi Nhâm Ngọ, mộc, 21 nam thủy diệu nữ mộc đức, 81 nam mộc đức nữ thủy diệu, ngày có sự đáo hạn, đến hẹn. Dù có gặp trở lực, khó khăn cũng cố gắng giải quyết, tiến hành công việc cho nhanh chóng vì còn nhiều việc ở phía sau để giải quyết. Có tiệc, lộc ăn, quà tặng. Đề phòng rủi ro, có sự hư hại chút ít về đồ đạc, hoặc gặp trắc trở. Có tài lộc. Tử vi tuổi Canh Ngọ, thổ, 33 nam vân hớn nữ la hầu, ngày có chuyện vui, hội họp, gặp lại người xưa, có bạn mới. Tuy nhiên cũng đề phòng có sự châm chích, hoặc có người dòm ngó, gây rối, hoặc có rủi ro, trở ngại chút ít. Có tin xa. Nếu đi xa coi chừng có sự lạc lối, lạc bạn, mất dấu, sai điểm hẹn. Cần chụp lấy cơ hội đã đến lúc tiến hành, khởi sự, không nên bỏ ngang sẽ không tìm lại được trong việc cầu công danh, tài lộc, tình cảm. Tử vi tuổi Mậu Ngọ, hỏa, 45 nam mộc đức nữ thủy diệu, hãy cố gắng tiến hành công việc cho nhanh chóng vì còn nhiều việc ở phía sau để giải quyết. Ngày có sự đáo hạn, định kỳ, ước hẹn. Có tiệc vui, đình đám, lộc ăn, quà tặng. Đề phòng rủi ro, có sự hư hại chút ít về đồ đạc, hoặc gặp trắc trở. Có tài lộc. Có tin xấu về bệnh tật, đi lại, di chuyển. Tử vi tuổi Bính Ngọ, thủy, 57 nam thủy diệu nữ mộc đức, nên giải quyết những công việc đã dự tính ở quá khứ hoặc có ước hẹn, dễ bị mất uy tín. Có sự hư hại hoặc thất lạc các đồ đạc vật dụng, cần phải sửa chữa, mua sắm. Hao tài. Có tin buồn về rủi ro, tai nạn của người thân chòm xóm. Có tiệc, cuộc vui. Sự mong cầu về tin tức, việc làm, tài lộc đều có sự chậm trễ, nhưng vẫn có cơ hội hoặc quý nhân giúp đỡ, san sẻ. Có cuộc đi ngắn. Tử vi hôm nay tuổi Giáp Ngọ, kim, 69 nam vân hớn nữ la hầu, ngày có nhiều tin tức hoặc gặp gỡ bè bạn. Người xưa, vui buồn lẫn lộn. Công việc làm ăn chỉ nên bình thường, dù có sự bỏ ngang công việc, hoặc bị gián đoạn nửa chừng do có tin tức mới, hoặc vì có hẹn. Tài lộc trung bình. Xem tử vi ngày 21 tháng 10 của 12 con giáp tuổi Mùi. Tử vi hôm nay tuổi Quý Mùi, mộc, 20 nam thổ tú nữ vân hớn, 80 nam thái âm nữ thái bạch, nếu có người đề nghị về công việc làm ăn hoặc tham dự, đóng góp cũng không nên từ chối, mà cũng không nên quyết định ngay, còn nhiều vấn đề ở phía sau cần phải thảo luận kỹ. Có tin buồn. Sức khỏe không tốt. Mọi việc đều có thể xảy ra không được như ý hoặc chờ đợi chậm chạp. Có sự hư hại về đồ đạc vật dụng cần phải mua sắm tu bổ, sửa chữa, hoặc có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn. Tử vi tuổi Tân Mùi, thổ, 32 nam thái dương nữ thổ tú, nên cẩn trọng về sức khỏe. Có tin buồn. Nếu là chuyện vui chơi cũng hao tốn, có sự mít lòng, hoặc không đi được. Gia đạo hoặc trong công sở có nhiều việc xảy ra khiến mình phải giải quyết, lo toan, bận rộn. Có nhiều tin tức hoặc có thân nhân, bè bạn đến khiến mình phải tiếp hoặc phải bỏ ngang công việc nửa chừng. Có sự hoàn trả về tiền bạc, hoặc phải mua sắm, sửa chữa. Tử vi tuổi Kỷ Mùi, hỏa, 44 nam thái âm nữ thái bạch, có tin buồn. Cẩn trọng sức khỏe không được tốt. Nếu có người đề nghị về công việc làm ăn hoặc tham dự, đóng góp cũng không nên từ chối, mà cũng không nên quyết định ngay, còn nhiều vấn đề ở phía sau cần phải thảo luận kỹ. Mọi việc đều có thể xảy ra không được như ý hoặc chờ đợi chậm chạp, lâu lắc. Có sự hư hại về đồ đạc vật dụng cần phải mua sắm tu bổ, sửa chữa, hoặc có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn. Tử vi tuổi Đinh Mùi, thủy, 56 nam thổ tú nữ vân hớn, theo lịch âm thì mọi việc đều có thể xảy ra không như ý, hoặc chờ đợi chậm chạp. Có hư hại về đồ đạc, vật dụng cần phải mua sắm tu bổ, sửa chữa, hoặc có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn. Nếu có người đề nghị về công việc làm ăn hoặc tham dự, đóng góp cũng không nên từ chối, mà cũng không nên quyết định ngay, còn nhiều vấn đề ở phía sau cần phải thảo luận kỹ. Có tài lộc, hoặc có cuộc vui ngắn. Tử vi tuổi Ất Mùi, kim, 68 nam thái dương nữ thổ tú, dù là công việc hay là tình cảm vui chơi cũng không nên kéo dài sẽ gây ra nhiều phiền toái hoặc không có kết quả. Có quý nhân hoặc bè bạn đến đem sự thuận lợi về công việc làm ăn, nhưng cũng có tin buồn về sự lũng củng, rắc rối trong vấn đề di chuyển, đi xa, tổ chức công việc. Tài lộc vào ra thất thường. Có sự thiệt hại về máy móc, đồ đạc. Hao tài về tu bổ, sửa chữa, mua sắm. Có tin xa đã hẹn từ trước. Xem tử vi ngày 21 tháng 10 năm 2022 tuổi Thân. Tử vi tuổi Nhâm Thân, Kim, 31 nam Thái Bạch nữ Thái Âm, những việc mong chờ đã lâu hoặc đã có dự tính. Nay nhận được tin tức không được như ý hoặc có những việc đột biến xảy ra ngoài dự tính. Cuối ngày có sự gặp gỡ hoặc có chuyện vui. Trong nhà hoặc trong công sở có chuyện không vui nhưng cũng không phải là quan trọng. Hao tài về giao thiệp nhưng vẫn có chuyện tốt. Tử vi tuổi Canh Thân, Mộc, 43 nam Kế Đô nữ Thái Dương, nên di chuyển, đi xa giải quyết công việc. Nên hỏi thăm tin tức về công việc cũ không có kết quả như ý hoặc chưa tiến hành, dở dang, bỏ dở nửa chừng. Có người hoặc việc đến mình phải tiếp hoặc phải giải quyết. Thuận lợi cho việc mưu cầu về tình cảm, ước hẹn, nhưng cũng không nên đi tìm. Sự việc sẽ đến. Tử vi hôm nay tuổi Mậu Thân, Thổ, 55 nam La Hầu nữ Kế Đô, những việc mong chờ đã lâu hoặc đã có dự tính. Nay nhận được tin tức không được như ý hoặc có những việc đột biến xảy ra ngoài dự tính. Cuối ngày có sự gặp gỡ hoặc có chuyện vui. Trong nhà hoặc trong công sở có chuyện không vui nhưng cũng không phải là quan trọng. Hao tài về giao thiệp nhưng vẫn có chuyện tốt. Tử vi tuổi Bính Thân, Hỏa, 67 nam Thái Bạch nữ Thái Âm, ngày không nên mưu sự những việc lớn lao hoặc có tính cách lâu dài sẽ khó thành công, gặp trở ngại, bị bỏ dở. Do đó dù là việc vui chơi cũng cần có sự giới hạn. Chỉ đem lại đa sầu hoặc gặp sự rủi ro. Nếu mọi sự biết nhu nhuyễn thì tốt. Hứa hẹn nhiều cũng chẳng được gì. Tử vi tuổi Giáp Thân, Thủy, 79 nam Kế Đô nữ Thái Dương, chờ đợi tin tức hoặc công việc đã lâu nay sẽ đến. Làm việc gì cũng nên tiến hành sớm sủa, nhanh chóng vì sẽ có sự tạm dừng hoặc dở dang vì có sự việc khác hoặc người khác đến. Có lộc nhỏ hoặc lộc ăn, quà tặng. Ngày có tiệc tùng, ăn uống, nhưng không có cuộc vui trọn vẹn, như ý. Xem tử vi ngày mới thứ 6 ngày 21 tháng 10 năm 2022 tuổi Dậu. Tử vi tuổi Quý Dậu, Kim, 30 nam Thủy Diệu nữ Mộc Đức, ngày xung của bổn mạng. Có tài lộc hoặc có sự thuận lợi, tin vui về tình cảm, tiền bạc, đồ đạc, nhưng dễ có sự hư hại, chậm chạp, hao tán về mua sắm, tu bổ, giúp đỡ. Có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn hoặc có tin tức của họ. Đề phòng rủi ro khi di chuyển, đi lại, có tin xấu về sức khỏe. Ngày có nhiều sự cản trở do có người đến, hoặc có tin tức mới về công việc khiến cho phải bỏ dở hoặc phải lo toan việc khác. Tử vi tuổi Tân Dậu, Mộc, 42 nam Vân Hớn nữ La Hầu, ngày xung của bổn mạng. Không nên dựa trên kinh nghiệm hay sự tính toán lâu năm của mình mà áp dụng sẽ không có kết quả như ý. Nếu có sự vui chơi, giao thiệp, tiệc tùng cũng nên giới hạn. Có thân nhân, bè bạn đến hoặc có tin tức của họ. Đi xa, di chuyển, sử dụng xe cộ máy móc bất lợi, hoặc đi vì chuyện buồn, sức khỏe không tốt. Có sự hư hại về đồ đạc. Tử vi tuổi Kỷ Dậu, Thổ, 54 nam Mộc Đức nữ Thủy Diệu, ngày xung của bổn mạng. Có tài lộc hoặc có sự thuận lợi, tin vui về tình cảm, tiền bạc, đồ đạc, nhưng dễ có sự hư hại, chậm chạp, hao tán về mua sắm, tu bổ, giúp đỡ. Có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn hoặc có tin tức của họ. Đề phòng rủi ro khi di chuyển, đi lại, có tin xấu về sức khỏe. Ngày có nhiều sự cản trở do có người đến, hoặc có tin tức mới về công việc khiến cho phải bỏ dở hoặc phải lo toan việc khác. Tử vi hôm nay tuổi Đinh Dậu, Hỏa, 66 nam Thủy Diệu nữ Mộc Đức, ngày xung của bổn mạng. Có nhiều sự cản trở do có người đến, hoặc có tin tức mới về công việc khiến cho phải bỏ dở hoặc phải lo toan việc khác. Có tài lộc, hoặc có sự thuận lợi, tin vui về tình cảm, tiền bạc, đồ đạc, giải trí. Có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn hoặc có tin tức của họ. Đề phòng rủi ro khi di chuyển, đi lại, có tin xấu về sức khỏe. Tử vi tuổi Ất Dậu, Thủy, 18 nam Mộc Đức nữ Thủy Diệu, 78 nam Vân Hớn nữ La Hầu, ngày xung của bổn mạng. Mọi việc đều có sự trắc trở, trước sau mới có sự thuận lợi. Hoặc việc chờ mong kết quả đến gặp sự chậm chạp. Ngày có nhiều việc bận rộn, có bè bạn, thân nhân đến, có chuyện trà dư tửu hậu. Có tin buồn. Xem tử vi ngày 21 tháng 10 năm 2022 tuổi Tuất. Tử vi tuổi Giáp Tuất, hỏa, 29 nam thổ tú nữ vân hớn, ngày có nhiều lo toan về gặp gỡ, hội họp, bàn thảo. Có đông người đến, hoặc có nhiều tin tức đến. Tài lộc vào ra thất thường. Chuyện tình cảm không nên để dây dưa kéo dài dù có gặp trở ngại. Có tu bổ, sửa chữa, trang trí, mua sắm cho nhà cửa, văn phòng. Cẩn trọng có sự hư hại. Đề phòng trong việc đi đứng, di chuyển, có tai nạn rủi ro, hoặc nhận được tin buồn của thân nhân bè bạn. Tử vi tuổi Nhâm Tuất, thủy, 41 nam thái dương nữ thổ tú, đề phòng sự thị phi, trách oán, tranh cãi và cũng nên đề phòng rủi ro mọi chuyện. Mọi việc đến chậm chạp hoặc chưa có kết quả. Công việc dễ bị dở dang, bỏ dở. Cần phải nói lên ý kiến của mình khi gặp sự sai trái. Có sự gặp gỡ người thân, bè bạn, quý nhân. Không nên vì chuyện tiền bạc mà gây sự bất hòa, mất tình cảm. Có sự hư hại, hao tốn nhỏ, có chuyện vui. Có tin buồn phiền về người thân trong nhà hoặc trong công sở. Tử vi tuổi Canh Tuất, kim, 53 nam thái âm nữ thái bạch, có tin xa về tình cảm và có sự hứa hẹn về tài lộc, quà tặng, tiệc tùng, nhưng cũng có sự hao tốn hoặc gặp chuyện không vui. Cần ngay thẳng trong công việc, không nên dùng những tiểu xảo hoặc đốt giai đoạn, chỉ làm cho rắc rối thêm. Trông chờ quý nhân giúp đỡ khó có kết quả hoặc không được như ý, đi xa bất lợi. Sức khỏe không tốt, không nên dính tới chuyện người, gặp thị phi. Tử vi hôm nay tuổi Mậu Tuất, mộc, 65 nam thổ tú nữ vân hớn, có sự gặp gỡ người thân, bè bạn, quý nhân. Có sự hư hại, hao tốn nhỏ, nhưng cũng có lộc hoặc chuyện vui. Có tin buồn phiền về người thân trong nhà hoặc trong công sở. Ngày có nhiều sự việc xảy ra, vừa về công việc làm ăn, công danh, vừa là chuyện tình cảm, gia đạo. Cần phải nói lên ý kiến của mình khi gặp sự sai trái. Tử vi tuổi Bính Tuất, thổ, 77 nam thái dương nữ thổ tú, chuyện vui chơi, giải trí, họp bạn, đình đám nên có sự giới hạn, kéo dài thì dễ gây ra chuyện không tốt. Nếu là về công việc nên cẩn thận, có sự trắc trở, mất tin, chậm chạp, hoặc có tin xấu. Ngày có sự gặp gỡ, hội họp, hẹn ước. Xem tử vi ngày 21 tháng 10 năm 2022 tuổi Hợi. Tử vi tuổi Ất Hợi, hỏa, 28 nam la hầu nữ kế đô, ngày có tiệc tùng, đình đám, hội họp, gặp gỡ bè bạn, thân nhân. Không nên bày vẽ, kéo dài mọi việc sẽ có chuyện không hay gặp bất lợi cho mình. Dễ gặp rủi ro, tranh cãi, xung đột. Việc đến không được như ý, trọn vẹn. Có lời trách oán. Tử vi tuổi Quý Hợi, thủy, 40 nam thái bạch nữ thái âm, sức khỏe không tốt. Ngày nhận được tin xấu. Không nên tin vào sự xét đoán của mình, sự việc sẽ không đúng như suy nghĩ. Việc đi lại nên cẩn trọng hoặc phải dời hẹn trong sự gặp gỡ. Có hư hại đồ đạc, vật dụng cần phải mua sắm, tu bổ. Có khách hoặc có tin. Có ăn uống, quà tặng hoặc được mời. Có tài lộc. Có quý nhân giúp đỡ. Tử vi tuổi Tân Hợi, kim, 52 nam kế đô nữ thái dương, ngày có nhiều chuyện phiền toái, trở ngại. Nên ra đi giải quyết công việc. Có sự tu bổ, sửa chữa, mua sắm. Không nên mưu cầu những việc lớn lao sẽ có hại. Có sự bôn ba, vất vả, xoay trở khó khăn, nên cầu viện ý kiến của người khác. Có lộc nhỏ. Có tin buồn. Nếu là chuyện gặp gỡ vui chơi, không nên kéo dài sẽ gặp chuyện không hay. Tử vi hôm nay tuổi Kỷ Hợi, mộc, 64 nam la hầu nữ kế đô, sức khỏe không tốt. Ngày nhận được tin xấu. Không nên tin vào sự xét đoán của mình, sự việc sẽ không đúng như suy nghĩ. Việc đi lại nên cẩn trọng hoặc hay phải dời hẹn trong sự gặp gỡ. Có sự hư hại về đồ đạc, vật dụng cần phải mua sắm, tu bổ. Nhà có hỷ sự, có khách hoặc có tin. Có ăn uống, quà tặng hoặc được mời. Có tài lộc. Có sự giúp đỡ của quý nhân. Tử vi tuổi Đinh Hợi, thổ, 76 nam thái bạch nữ thái âm, mọi việc đều không nên bày vẽ thêm nhiều chuyện, chỉ nên làm những việc cần thiết. Ngày rất dễ gặp những chuyện rủi ro, phiền hà hoặc đau ốm, mệt mỏi, do công việc cũng có và cũng do sự giao thiệp, gặp gỡ, hao tán về ăn uống, quà tặng. Nên giới hạn việc đi xa hoặc sử dụng xe cộ, máy móc, bất lợi.